Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Eric. Hôm nay hai vợ chồng mình đi Las Vegas chơi một chuyến nha. Đó, bây giờ lái xe tới khu con đường chính của Las Vegas. Rất là nhiều khách sạn ở hai bên. Đó, đã tới được khách sạn của mình rồi. Đây là khách sạn Venetian. Casino. Selfie trong thang máy. Đi chơi mà vẫn phải đeo khẩu trang gì đó. Đây, tới được cái phòng rồi đây. Phòng đầy đủ tiện nghi, nhìn rất là đẹp. Khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ nè. Rồi bây giờ mình đi dạo một vòng quanh cái khu này chơi. Đây là lần đầu tiên mình tới đây cho nên là rất là mới mẻ. Khách sạn nào cũng có trung tâm mua sắm ở bên trong á. Đó, nhìn đẹp chưa? Có thác nước, rồi có nhà, rồi đèn đầy đủ. Bảng hiệu đèn ở khắp mọi nơi. Đây là cái mall gọi là Fashion Show. Rồi bây giờ đi ra đường trở lại. Thành phố lên đèn. Wow, nhìn đẹp chưa? Treasure Island. Làm tàu, rồi đèn, rồi nước, rồi phun nước, đầy đủ.
bây giờ mình lái xe đi ăn. Check-in nhà hàng Thái, Wira Thái. Vì không đặt bàn trước cho nên ngồi ở ngoài cũng được. Có máy hít sưởi ấm rồi có nhạc là đầy đủ. Đồ ăn ở đây rất là ngon. Xôi xoài. Đó, chiếc xe xích lô. Model xe xích lô ngày xưa. Miniso, ghé Miniso shop coi một chút. Chủ yếu là đồ lưu niệm rồi gối rồi mấy đồ nhỏ nhỏ dễ thương vậy đó. Sáng hôm sau. Một ngày thời tiết rất là đẹp. Đây là khu phố tàu nè. Ok, đi ăn điểm sắm ở Hồng Kông Garden. Xong rồi, bây giờ ăn xong mình đi tới bảy ngọn núi màu sắc diệu kỳ. Seven Magic Mountain. Hai bên khung cảnh sa mạc, xì xương rồng này nọ. Ồ, cái giấc quỷ mở. Cũng khá là đông người ở đây. Đó, mấy ngọn núi nhỏ 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 đó. Đủ màu sắc luôn. Xe này chạy vui ha. Mô tô vượt địa hình.
Đây là biển hiệu Welcome to Las Vegas. Không cần phải xếp hàng nữa, đi ngang mấy em mà thôi. Tòa nhà đẹp không? Con đường xuống tầng bán chạy không? Khu này tòa nhà đẹp ha, đủ màu ha. Ôi góc này đẹp lắm nè. Treo lồng đèn kiểu Trung Quốc rồi nè. Đó, kiến trúc rồng sắp sửa Tết Lunar New Year đó. Mình thử ra để hình. Cái shopping center ở bên trong, trong nhà bầu trời giả rồi này nọ. Nó kiến trúc kiểu Hy Lạp. Biểu tượng của các vị thần ở đây nè. Có hồ cá. Thang cuốn hình xoắn ốc.
Rồi đi dạo một vòng xong ở bên trong, bây giờ đi ra ngoài đường trở lại, rồi lái xe đi ăn. Thời tiết quá đẹp luôn mọi người. Người đi bộ rất là đông. Vì hôm nay là chủ nhật cho nên là có nhiều du khách tới. Mấy cái xe quảng cáo show buổi tối. Rồi tới được nhà hàng Hàn Quốc rồi. Đây là nhà hàng kiểu như buffet, vô đề ăn bao nhiêu cũng được. Sushi, hot pot, cứ ăn hết thì cứ kêu thêm gì đó. A little longer than a few minutes later. Thì khu trung tâm vui chơi mua sắm. Cái roller wheel này rất là to. Đi lên để có thể thấy được hết toàn cảnh của thành phố Las Vegas về đêm. Cao chưa? Có cả trực thăng bay kìa. Rồi giờ đi xuống. Một lần vô vậy là khoảng chừng được 6-7 người.
trong những thức uống nổi tiếng ở đây. Có pha rượu nữa nếu mình muốn. Biểu diễn đường phố. The next morning. Rồi bây giờ là ngày thứ hai rồi, thành phố yên ắng hơn, ít du khách hơn. Khách sạn Wynn Casino. Vì là ban ngày á, cho nên casino vắng khách lắm. Đẹp ha. Đó, mấy cái đèn nó bay lên bay xuống rất là nhịp nhàng. Chỗ này là Outlet Mall. Thời tiết hôm nay nhiều mây, ít nắng, khung cảnh buồn hơn một tí. Quay trở lại khu Trung Quốc. Quán Sweet Talk. Vô ăn hay là uống trà sữa này nọ. Rất là dễ thương. Tapioca nóng. Rồi bây giờ đi ăn đồ Hàn Quốc tiếp. Ăn barbecue Hàn Quốc. Vô quán này ca nhạc là hàng đã luôn. Uống rượu soju. 1, 2, 3. À, thịt bò nướng chấm với lại bơ phô mai. Phô mai dẻo quẹo. Kem chiên. Bây giờ mình lái xe một vòng quanh con đường chính rồi chuẩn bị trở về sân bay, quay về Michigan.
lồn. Bây giờ tôi cho bận áo tốt tốt nghiệp 2020 với đứa đều cái cầu nè. Đúng không? Có tượng nhân sư rồi làm kiểu kim tự tháp Ai Cập. Rồi bây giờ mình tới sân bay Disperse, tới gate. Uống là sinh tố trái cây tươi. Thấy núi không? Thì xa có tuyết ở trên đầu, trên đỉnh núi luôn. Rồi máy bay cất cánh. Mấy cục tròn tròn là cái gì mà cũng không biết luôn. Ta bay lên khỏi các tầng mây. Nắng vàng cuối chiều. Nó tối rồi đó, mặt trời đã xuống núi, thành phố đã lên đè. Bay ngang qua Chicago rồi mới về lại Michigan. Chuyến bay tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào tạm biệt. Bye.